Tổng thống Donald Trump đề xuất cắt giảm ngân sách năm 2018 cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, cắt giảm gần 1/3 so với ngân sách năm nay. Ông Tillerson nói, ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao và USAID đã tăng 60% trong thập kỷ trước, đạt mức cao nhất tới 55,6 tỷ đô la vào năm 2017. Thừa nhận đà tăng ngân sách này là không bền vững. Đề xuất ngân sách năm 2018 tìm cách sắp xếp các sứ mạng cốt lõi của Bộ Ngoại giao lại cho phù hợp với những mức tài trợ lịch sử. Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng, trong khi cắt giảm ngân sách cho viện trợ và ngoại giao xuống 32%. Dân biểu Đảng Dân Chủ Eliot Engel, đại diện bang New York cho rằng đề xuất giảm ngân sách đó là hành động mạo hiểm chưa từng thấy. Với ngân sách này, chúng ta rồi sẽ nhận hậu quả. Nếu không đầu tư vào ngoại giao và phát triển quốc tế bây giờ, những sự xung đột mà chúng ta không ngăn cản bây giờ sẽ biến thành những cuộc chiến mà chúng ta phải tham gia. Ông Engel trích lời Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên Đảng Cộng hòa, nói với ông Tillerson hôm 14 tháng 6 rằng đề nghị cắt giảm ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao có thể phương hại tới an ninh tại các sứ quán Hoa Kỳ ở những nơi nguy hiểm. Trong một buổi điều trần hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Graham nói rằng rút đi tiền viện trợ để giúp những người gặp thảm họa sẽ tạo điều kiện cho khủng bố tuyên truyền. Những kẻ khủng bố rất thích điều này. Chúng ghét ý tưởng rằng Hoa Kỳ đến mang theo thực phẩm và giáo dục. Theo quan điểm khủng bố, đây thực sự là một chiêu thức tuyển mộ. Các nhà lập pháp cũng cảnh báo rằng giảm viện trợ nước ngoài sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ. Nhưng ông Tillerson lập luận rằng tài trợ không phải là yếu tố quan trọng nhất để đạt các mục tiêu của Mỹ. Thậm chí có các giảm tài trợ, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là nước đi đầu về phát triển quốc tế, y tế toàn cầu, dân chủ, các sáng kiến quản trị tốt và các nỗ lực nhân đạo. Ông Tillerson nói, ngân sách được đề nghị lên tới 37,6 tỷ đô la cho năm 2018, đại diện cho các lợi ích của nhân dân Mỹ và đòi hỏi cơ quan nhận tài trợ phải có tinh thần trách nhiệm khi sử dụng công quỹ.